Chúng ta đã tìm hiểu xong về GenConfig để có thể thực hiện việc cấu hình bằng các tập tin khác nhau. Và khi chúng ta học về GenConfig, các bạn thấy chúng ta đã tìm hiểu qua các tập tin cấu hình. Từ tập tin cấu hình của hệ thống như là tập tin application.config.psp đến việc tìm hiểu các tập tin cấu hình của module như là tập tin module.config.psp. Và câu hỏi đặt ra chúng ta đó là các tập tin đó, thứ tự đọc của nó sẽ là đọc như thế nào? Hay nói cách khác đó là luồng hoạt động hay là luồng để đọc các cấu hình trong GenRamWorks 2 nó diễn ra như thế nào? Đó là nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong video này. Các bạn thấy về luồng cấu hình trong GenRamWorks 2, chúng ta sẽ chia thành hai nhóm chính. Đó là nhóm System Configuration và nhóm Application Configuration. Về nhóm System, chúng ta sẽ thực hiện đối với tập tin cấu hình. Đó là tập tin application.config.psp và tập tin này sẽ nằm trong folder config. Nói về tập tin này, các bạn thấy cấu hình nó sẽ được chuyển đến trình ứng dụng và sau đó là module manager để kích hoạt hệ thống. Được sử dụng ngay lập tức, không kết hợp và không bị ghi đè với bất kỳ một cấu hình nào khác. Tiếp theo, thông tin cấu hình của tập tin này nó đã được đọc và module manager nó tiếp tục đọc các cấu hình. Đó là đọc các cấu hình của các module. Như các bạn thấy, mỗi module chúng ta có một folder là folder config và trong folder config này sẽ chứa các cấu hình của module đó. Ở đây, các bạn thấy khi chúng ta đọc qua các tập tin cấu hình của module thì nó sẽ thuộc về nhóm application configuration. Thứ tự đọc là thứ tự được khai báo trong System Configuration, kết hợp các phần tử Service Manager ở mỗi module, kết hợp cấu hình được trả bởi module GetConfig. Tiếp tục, tập tin cấu hình được thiết lập ở Config, lớp Path nó sẽ được kết hợp lại dựa trên thứ tự được khai báo. Và cuối cùng đó là Config Listener, nó kết hợp các cấu hình và gửi về cho Service Manager. Ở đây vẫn còn một số nội dung có thể là chúng ta chưa nắm được. Ví dụ như là Service Manager, thứ tự khai báo là như thế nào? Kết hợp cấu hình, nó hoạt động thế nào? Và các tập tin cấu hình trong config lớp path nó nằm ở đâu? Bây giờ chúng ta sẽ quay lại phần GenStudio và chúng ta tìm hiểu các nội dung này. Các bạn thấy chúng ta đang ở ứng dụng GenSkeleton. Tập tin cấu hình đầu tiên đó là tập tin System. Đây là tập tin application.config.php. Và các bạn thấy nó sẽ thuộc về nhóm cấu hình đó là System. Tiếp tục, trong mỗi module, ví dụ chúng ta có module Hello, thì các bạn thấy trong mỗi module này nó đều có một tập tin cấu hình. Nó nằm trong folder là config. Tương tự đối với module Training, chúng ta cũng có tập tin cấu hình và nó nằm trong folder config. Ở đây, ví dụ tôi quay về config, quay về tập tin module.config.psp nằm trong module Hello, thì các bạn thấy chúng ta có một phần tử. Ở đây là phần tử Service Manager, chính là phần tử mà phần slide nó đã nói đến. Phần tử này nó sẽ được hợp lại khi mà chúng ta đọc các module. Ngoài ra, chúng ta có module Hello, chúng ta có module Training, thứ tự đọc cấu hình của các module này nó sẽ nằm trong tập tin application. Đối với tập tin application thì chúng ta khai báo module hello trước. Do đó thứ tự ưu tiên sẽ đọc từ hello, tiếp theo đến đó là training. Và chúng ta thấy trong tập tin cấu hình này nó có một giá trị config lớp path, chính là đường dẫn đến các tập tin cấu hình. Và ở đây các bạn thấy nó nằm trong folder config. Tiếp tục vào autoload và các tập tin này chúng ta sẽ nói sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về tập tin application.config.php. Và các bạn thấy nó thuộc về nhóm cấu hình đó là System Configuration. Đầu tiên, đối với tập tin này, chúng ta khai báo có hai module. Đó là module Hello và module Training. Vấn đề của chúng ta, ví dụ chúng ta đang thực hiện xây dựng website này, hay nói cách khác, môi trường để dự án của chúng ta nó thực hiện đó là môi trường development. Sau khi chúng ta đã xây dựng website của chúng ta xong và chúng ta tiến hành publish nó
hay là chúng ta xuất bản nó. Lúc đó, môi trường hoạt động của dự án của chúng ta đó là môi trường production chẳng hạn. Như vậy, tôi muốn rằng khi tôi thực hiện ở môi trường development thì nó sẽ có module là hello. Còn khi chúng ta thực hiện đối với môi trường production thì nó sẽ có module đó là hello và training. Như vậy chúng ta thực hiện điều đó như thế nào? Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một biến môi trường. Tôi sẽ tạo ra bằng cách sau. Tôi quay lại đó là folder public và chúng ta vào tập tin ActiveAssets để chúng ta tạo ra một biến môi trường. Ở tập tin application này, ví dụ tôi sẽ thử in ra đó là thông tin của biến server. Và chúng ta sẽ thử refresh lại. Các bạn thấy đây là thông tin của biến server. Chúng ta sẽ thử tìm xem ở đây nó đã có biến môi trường hay chưa. Application environment. Các bạn thấy kết quả trở về đó là không, chứng tỏ rằng chúng ta chưa khai báo. Bây giờ chúng ta sẽ thử khai báo nó ở tập tin ActiveAssets. Và để khai báo trong tập tin này, chúng ta sẽ có câu lệnh đó là set environment. Tiếp tục đó là tên biến application environment và giá trị của nó là gì. Ví dụ tôi khai báo nó thuộc về development. Và bây giờ chúng ta thử refresh lại. Chúng ta thực hiện việc tìm kiếm thì các bạn thấy lúc này chúng ta có hai kết quả trở về. Application environment và giá trị của chúng ta nhận được đó là development. Một cách khác để chúng ta có thể lấy được giá trị này, không cần thông qua biến server, đó là chúng ta sẽ gọi đến phương thức get environment, truyền vào đây variable name và chúng ta sẽ truyền vào đó là giá trị application environment. Sau đó tôi thử echo ra giá trị này. Tiếp tục chúng ta refresh lại và chúng ta kiểm tra ở phía dưới thì các bạn thấy chúng ta vẫn lấy được giá trị là development. Như vậy đầu tiên thì tôi sẽ tiến hành khai báo một biến là application environment để chúng ta biết rằng môi trường thực thi của ứng dụng đó là môi trường nào. Về việc khai báo thì chúng ta sẽ đặt nó trong tập tin define. Ở đây chúng ta đã có application path, library path. Bây giờ tôi sẽ mở thêm một dòng code nữa. Chúng ta sẽ đó là define. Tôi define biến môi trường và biến môi trường của chúng ta application environment. Ở đây tôi sẽ đặt câu lệnh như sau. Hoặc chúng ta định nghĩa biến application environment. Trong trường hợp nó chưa được định nghĩa thì chúng ta sẽ bắt đầu định nghĩa nó. Tiếp tục gọi đến define. Và khi định nghĩa nó, tôi tiếp tục enter xuống. Ở đây để chúng ta tiện cho phần mã nguồn, tôi sẽ gọi đến phương thức đó là get environment để chúng ta lấy biến môi trường này. Truyền vào đây variable name. Các bạn thấy trong trường hợp giá trị này nó tồn tại. Nếu như nó tồn tại thì tôi sẽ lấy chính nó. Tức là chúng ta gọi đến get environment. Còn trong trường hợp nó không tồn tại, ở đây chúng ta enter xuống. Trong trường hợp nó không tồn tại, tôi sẽ 2 chấm và tôi khai báo giá trị cho nó. Ví dụ chúng ta khai báo đó là development. Như vậy đây là quá trình để chúng ta có thể là khai báo environment application. Các bạn thấy không có bất kỳ một thông báo lỗi gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ thử kiểm tra xem rằng có thông báo lỗi gì hay không. Tôi quay lại application. Bây giờ chúng ta không cần thông qua biến này nữa mà chúng ta sẽ echo ra đó là application environment. Đây là một hàng số. Tôi refresh lại. Các bạn thấy chính là development. Tôi thử xóa đi trong tập tin ActiveAssets. Và tôi refresh lại. Thì các bạn thấy nó vẫn là development. Do là vì chúng ta đã thực hiện nó trong tập tin define. Chúng ta tiến hành kiểm tra. Nếu như nó chưa được khai báo thì chúng ta sẽ lấy giá trị application environment. Mà giá trị này nếu như nó tiếp tục chưa có thì chúng ta gán giá trị cho nó là development. Như vậy, sau này chúng ta sẽ dựa vào tham số application environment để chúng ta kiểm tra xem môi trường ứng dụng của chúng ta là môi trường gì. Khi mà ứng dụng này chúng ta tiến hành xuất bản nó thì chúng ta chỉ việc vào đây chúng ta thay đổi lại đó là
production chẳng hạn. Như vậy chúng ta đã thiết lập được một biến để lưu môi trường hoạt động. Vấn đề của chúng ta đó là dựa vào application environment này để chúng ta đưa vào module cho phù hợp. Ví dụ, tôi sẽ mở lại DeFi. Chúng ta sẽ có hai môi trường. Ở đây tôi chú thích thêm, chúng ta có một môi trường đó là production. Đối với môi trường development, tôi sẽ ghi chú ở đây. Đối với môi trường development thì chúng ta sẽ có module đó là module hello. Chúng ta ví dụ như thế này. Còn đối với môi trường production thì chúng ta sẽ có module đó là module chaining và module hello. Như vậy đầu tiên thì chúng ta cũng lấy biến môi trường. Chúng ta có giá trị đó là application environment. Và tôi sẽ đặt một biến đó là biến module. Khi mới vừa vào, module của chúng ta là một array. Ví dụ, nó sẽ có một phần tử đó là module hello. Như vậy, giá trị array này sẽ thay thành biến module. Chúng ta có thể đặt nó ở dạng số nhiều cũng được. Và chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra. Nếu như application environment của chúng ta nó bằng với production thì chúng ta sẽ thêm vào phần tử chaining cho module. Như vậy các bạn thấy cũng khá đơn giản. Tiếp tục module thêm một phần tử mới và giá trị của phần tử mới đó là chaining. Tôi đưa vào đây. Và nội dung ở phía trên các bạn thấy chúng ta có thể bỏ đi. Bây giờ tôi thử refresh lại xem kết quả nó xuất hiện như thế nào. Tôi refresh. Chúng ta đang ở đó là chaining, config và index. Các bạn thấy thông báo lỗi này nó cho biết rằng DeFi phải nhận vào hai tham số. Còn ở dòng thứ 5 của chúng ta, ở đây chúng ta chỉ ghi có một tham số mà thôi. Như vậy cách sửa đơn giản nhất chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ định nghĩa cho biến application environment luôn. Và chúng ta sẽ kiểm tra xem application environment này nó được khai báo hay chưa. Nếu nó chưa được khai báo thì chúng ta sẽ gán giá trị mặc định đó là development. Còn ngược lại, nếu như nó đã được khai báo rồi thì chúng ta sẽ lấy từ application environment. Tôi refresh lại thì các bạn thấy phần warning không còn xuất hiện nữa. Ở đây chúng ta nhận được một thông báo lỗi. Tại sao có phần thông báo lỗi này? Các bạn thấy môi trường mà chúng ta đang thực hiện ứng dụng đó là môi trường development. Và đối với môi trường này, chúng ta chỉ có một module duy nhất, đó là module hello. Và khi chúng ta có module hello, chúng ta cố tình truy cập vào chaining. Đây là module chaining và do đó chúng ta đã nhận được thông báo lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ thử thay đổi lại. Ở đây tôi không lấy giá trị đó là development nữa, mà tôi thay thành đó là production. Tiếp tục chúng ta refresh lại. Thì khi các bạn thấy môi trường của chúng ta đó là production, ở đây nó báo là module chaining không tồn tại do là vì chúng ta viết sai chính tả. Ở đây chúng ta điều chỉnh lại chữ chaining. Tiếp tục refresh lại. Thì các bạn thấy chúng ta đã truy cập module chaining hoàn toàn bình thường. Bởi vì chúng ta đang ở môi trường là production. Và khi ở môi trường production chúng ta có quyền truy cập cả module hello và module chaining. Và đây là phần cấu hình của system configuration. Các bạn thấy ở phần cấu hình này chúng ta tiến hành khai báo đó là các module mà hệ thống nó sử dụng. Và chúng ta còn một giá trị nữa đó là config lớp path. Và giá trị này chúng ta sẽ nói sau, sau khi chúng ta tìm hiểu xong đó là luồng cấu hình của module.config.php.